Ngày 3 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Bình Yên của huyện Định Hóa tổ chức Ngày hội Việc làm, Tuyển sinh và Hướng nghiệp năm 2023. Tại ngày hội, hơn 1.000 học sinh và người dân đã được Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh tuyên truyền về chính sách pháp luật về lao động và việc làm, cung cấp thông tin tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Thái Nguyên tổ chức đối thoại, giao lưu, giải đáp về chính sách pháp luật về lao động việc làm, nghề nghiệp, tuyển sinh, du học và chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu quảng bá tuyển sinh. Cùng với đó, Trường Trung học Phổ thông Bình Yên đã tổ chức hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp với các gian hàng của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở Định Hóa và Trường Trung học Phổ thông Bình Yên với các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương như nón lá tày, trà long vân, gạo bao thai, cốm nếp vải, sản phẩm mây che đan, măng ớt. Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, đặc biệt là hỗ trợ học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với thông tin, định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh chương trình giáo dục đại học, thông tin thị trường lao động, nhu cầu lao động, góp phần định hướng nghề nghiệp, việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.